Ngày 3 tháng 11, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trưởng ban chuyên án điều tra vụ nổ súng khiến hai người chết, 6 người bị thương ở Phú Quốc cho biết, vừa truy bắt thêm 6 bị can liên quan tới vụ việc nghiêm trọng này để điều tra hai tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng. Tính đến thời điểm này, Công an đã bắt tạm giữ 44 bị can, tạm giữ hai ô tô 7 chỗ và 16 chỗ, thu ba khẩu súng, trong đó một súng nghi là súng quân dụng, 19 viên đạn, một con dấu giả của ấp. Trong số 44 đối tượng bị bắt giữ, có 4 đối tượng được xác định có vai trò quan trọng trong vụ án, gồm Nguyễn Quốc Vinh, 40 tuổi, ngụ ấp Hòa Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Thái, tức Thái Bớt, 34 tuổi, ngụ khu phố 4, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Bùi Đức Ngọc, 30 tuổi, ngụ thôn Trúc Trung, xã Hà Thủy Nguyên, Hải Phòng, Đoàn Thiên Long, 19 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ. Về nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng, các bị can khai nhận nhóm của Võ Văn Lương, tự hai lượng, 35 tuổi, quê Cà Mau, được một phụ nữ cùng quê Cà Mau thuê đi đòi lại đất của Khúc Văn Đoài, nhưng bất thành. Tuy nhiên, người của nhóm hai lượng đã nổ súng khiến 6 người trong nhóm Khúc Văn Đoài thương vong. Được biết Khúc Văn Đoài 39 tuổi cũng là một đàn anh có máu mặt. Vài năm trở lại đây, Đoài mua khoảng 7 công đất, 7.000 m2 ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, Phú Quốc để phân lô bán lại và cất nhà cho đàn em ở. Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng còn lại.